Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Duyên Duyên Vlog cuộc sống và những trải nghiệm. Hôm nay thì mình sẽ ăn món bún giò heo với chả lá lốt nha mọi người. Đấy, như ở đầu video mình đã quay cụ thể cho mọi người xem rồi đấy. Hôm nay mình nấu thì mình có ninh chân giò này, với cả mình rán chả lá lốt mọi người ạ. Hôm nay miền Bắc rất là lạnh mọi người, chắc tầm 10 độ thôi, rét lắm. Nên là mình muốn ăn cái gì nóng nóng ấy. Mình mời mọi người nha. Mình chả lá lốt này, mình sẽ chấm với muối tiêu chanh này. Mời mọi người. Bún nó nóng hổi luôn. Mình có trần thêm một ít rau cải nữa. Đấy, nước dùng thì mình hầm cái chân giò này rất là ngọt luôn. Sau là mình cho cà chua, với cả mình trần thêm một ít rau cải ngọt nữa. Có thêm cả quẩy nữa mọi người ạ. Mình sẽ thử gặm miếng chân giò này nha mọi người. Chấm với cái muối này nha. Chân giò chín tới rất là giòn mọi người ạ. Không hiểu sao mình rất thích ăn bún với chả lá lốt nhá. Bún gì cũng được nhưng có chả lá lốt là mình rất là thích. Miếng chả lá lốt này nha mọi người. Ngon.
miếng chân giò. Gai giòn sần sần. Mỗi tôi ăn cái này thì béo mà nhỉ. Thế bảo là có ăn cái này nó có collagen ấy. Ăn cũng, và phụ nữ ăn cũng đẹp da. Nó no rồi mọi người ạ, nhanh no quá. Nó mát bún đầy. Bao nhiêu là topping thôi. Làm thêm cái chả là lốt nữa nha mọi người. Mình cũng no no rồi đấy. Ngon. Nhiều đồ quá. Này ăn lại nhanh no mọi người ạ. Chắc là mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Đừng quên cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.